Đây là phần grammar, phần ngữ pháp của unit số 3. Đó là music. Thì đây chúng ta sẽ có ba hiện tượng ngữ pháp nhé. Chúng ta sẽ có là ba hiện tượng ngữ pháp chúng ta cần quan tâm mà. Sure. A grammar point. Mình sẽ có cái hiện tượng ngữ pháp đầu tiên mà chúng ta cần nhớ ạ. Đó là tính từ chỉ thái độ, đúng không? Adjective hoặc attitude. Adjective hoặc attitude. Là cái đầu tiên ạ. Đó gọi là tính từ chỉ thái độ. Cái thứ hai chúng ta sẽ học về compound. Là symbol sentence. Tức là cấu trúc và câu đơn. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ tìm hiểu về infinitive. Được chưa? Infinitive của chúng ta ở đây là gì nhỉ? Động từ nguyên thể. Nguyên thể. Được chưa? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái gì nhỉ? Đầu tiên chúng mình sẽ có phần A lớn đó. Tính từ chỉ thái độ. Đầu tiên là cô sẽ list cho các bạn nha. Cô sẽ liệt kê cho các bạn một số cái tính từ các bạn hay gặp trước. Thì các bạn sẽ quan sát ở đây ạ. Chúng ta sẽ kẻ một cái bảng như thế này cho cô. Kẻ con cái bảng cái bảng của chúng ta để 5 đi, 5 cột đi ạ. Ok, tầm khoảng 20 nhá, tầm những cái cụm từ mà các bạn hay gặp thôi. Cột đầu tiên của chúng mình là số thứ tự này, và 4 cột còn lại thì nó sẽ bằng nhau. Ok chưa nhỉ? Đây là tính từ đuôi ed. Nghĩa tính từ đuôi ing. Nghĩa chưa? Thực ra thì cái kiến thức về tính từ đuôi ed và kiến thức về tính từ đuôi ing thì là các bạn thấy rõ là chúng ta cũng đã được tìm hiểu từ kiến thức của chương trình gì đấy nhỉ? Lớp 6 và lớp 7 rồi. Lớp 6 và lớp 7 rồi. Thế nhưng cái vấn đề ở đây là rất là nhiều bạn bị sai lầm. Nhiều người nghĩ là à thế là tính từ đuôi ed là những tính từ dành cho con người và những tính từ đuôi ing là những dành tính từ dành cho gì đấy ạ? Dành cho vật. Nhưng mà sai, cái đó là cái điều sai lầm. Thế lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu được là cái cách sử dụng của tính từ chỉ thái độ như thế nào nhá. Đầu tiên cô sẽ có một số cái tính từ mà các bạn này gặp trước à. The first one, number one. Từ đầu tiên nhá. Từ đầu tiên của chúng ta sẽ có từ interested. Đúng không? Và nghĩa của chúng ta có nghĩa là thích. Thích cái gì? Và từ interested của chúng ta sẽ thường đi với giới từ. Được chưa? Đi với giới từ. Cái thứ hai này chúng ta có tính từ đối ing. Chúng ta sẽ có từ interesting. Interesting của chúng ta có nghĩa là gì ạ? Là thú vị ạ. Khi mà chúng ta đọc, chúng ta chú ý với trọng âm ạ. Interesting, được chưa? Tiếp, next one, number two. Số 2, chúng ta có từ bored. Từ bored này của chúng ta là buồn. Và sẽ thường đều với từ with nha. Đây là buồn. Và chúng ta có từ boring. Nghĩa của nó sẽ là tẻ nhạt. Tức là nghĩa nó cũng cũng gần gần tương tương rưa với nhau thôi đúng không ạ? Rồi, next one, number three. Chúng ta có excited. Sẽ thường đi với giới từ about. Tại sao cô phải viết cái giới từ này về cho các bạn ạ? Bởi vì là khi mà cô viết như thế này cho các bạn xong thì sau này mà khi các bạn làm cái bài mà chúng ta có cái sự chuyển đổi nhá, chuyển đổi giữa tính từ đi đi và tính từ đi in thì các bạn có thể biết cách và biết được cái giới từ này một cách như thế nào. Đúng không ạ? Còn các bạn hỏi là ơ cô, thế những cái từ này thì sử dụng giới từ nó như thế nào? Hay là nó ra làm sao đúng không ạ? Đó, thì cho nên là cô sẽ viết luôn cái này luôn cho các bạn nha.
Excited about, từ này của chúng ta có nghĩa là háo hức. Và chúng ta có exciting. Exciting của chúng ta là gì nhỉ? Cũng là tuyệt vời và thú vị đúng không ạ? Rồi, ok, next one number four. Số 4 ạ, của chúng ta có từ fascinated. Fascinated của chúng ta thì sẽ có thể thường dùng với lại từ by. Đúng không ạ? Ở đây là bị lôi cuốn ạ. Fascinating là cuốn hút ạ. Lôi cuốn và hấp dẫn đúng không ạ? Tương tự này, number five. Chúng mình có từ embarrass. Embarrass sẽ thường đi với giới từ by. Từ này của chúng ta là bị xấu hổ. Xấu hổ là mắc cỡ. Sang danh từ của chúng ta là embarrassing. Embarrassing, từ này của chúng ta có nghĩa là làm cho xấu hổ, là mắc cỡ. Next one, number 6, số 6 á. Số 6 chúng ta có từ worried. Sẽ thường đi với từ about. Từ này của chúng ta là lo lắng về. Và chúng ta có worrying. Worrying của chúng ta là gì đấy ạ? Làm cho lo lắng á. Làm cho lo lắng. Rồi, ok, next one number 7. Số 7 ạ. Số 7 chúng mình có từ valise. Valise thì giới từ with. Từ này của chúng ta có nghĩa là cảm thấy hài lòng. Chào, chúng ta có từ pleasing. Từ này của chúng ta có nghĩa là hài lòng. Hài lòng. Ok, next one number 8. Chúng ta thì có từ timed. Sẽ thường đi với giới từ gì ạ? Of. Đi với giới từ of. Và từ này của chúng ta là mệt mỏi. Và tiring. Tiring là làm cho mệt mỏi. Next one, number 9, số 9 á. Chúng ta có từ frightened. Từ frightened của chúng ta sẽ thường đi với giới từ of. Từ này là sợ. Và frightening là đáng sợ. Number 10. Chúng ta có từ surprise. Sẽ thường đi với giới từ ất. Không có ất chúng mình có thể dùng by. Từ này là gì ạ? Ngạc nhiên. Đây chúng ta sẽ có từ surprising. Đúng không? Surprising. Surprising của chúng ta là gì nhỉ? Thật đáng ngạc nhiên ạ. Đáng ngạc nhiên ạ. Rồi, được chưa? Tiếp tục này, từ tiếp theo ạ. Số 11 ạ. Số 11 ạ. Chúng ta có từ attracted. Thường cũng như giới từ by ạ. Từ này có nghĩa là bị hấp dẫn. Và attracting là hấp dẫn. Tiếp tục là number 12, số 12.
chúng ta có từ astonish. Astonish sẽ cũng thường đều giới tự ắt. Cái này của chúng ta là gì đấy ạ? À? Astonish là tức giận à? Và astonishing đúng không? Là gây gây tức, gây bực mình. Okay, next one, number 30. Số 13. Cô sẽ chỉ cung cấp những cái từ mà các bạn hay gặp thôi. Còn những từ mà không hay gặp thì chúng ta sẽ không sử dụng nhá. Không sử dụng à? Năm ạ, chúng ta sẽ có từ touch. Chợ. Từ này sẽ thường có thể đi với giới từ buy. Từ này ta là cảm động. Đấy. Touching là tạo ra cảm xúc ạ. Số 14 ạ. Số 14 ạ. Chúng ta có từ amuse. Có thể cộng một giới từ up hoặc là từ by. Amuse tức là cảm thấy thích thú ạ. Và amusing của chúng mình là vui vẻ. Okay. Number 15, số 15 ạ. Chúng ta có từ disappointed. Disappointed thì chỉ thường đến giới từ ất hoặc là bài, đúng không? Disappointed của chúng ta là thất vọng. Disappointing là đáng thất vọng. Okay. Number 16. Số 16 ạ. Chúng ta có từ embarrass. Sẽ thường đến giới từ ất hoặc là bài. Embarrass của chúng ta có nghĩa là bối rối. Và embarrassing hai chữ S gì lắm nhá. Embarrassing của chúng ta là gì đấy ạ? Gây bối rối là gây lúng túng ạ. Number 17, số 17. Mình có từ entertain. Entertainer là gì đấy ạ? Là cảm thấy có sự giải trí đúng không ạ? Thích ạ. Và chúng ta có từ entertaining là có tính giải trí ạ. Entertainer của chúng ta sẽ thường đến với giới từ bài, tức là được giải trí bởi cái gì. Ok. Số 18 ạ. Chúng mình có từ fast cinetic. Sẽ thường đi với từ buy, đúng không? Từ fascinated của chúng ta đây có nghĩa là quyến rũ á. Là bị quyến rũ. Chúng ta có từ fascinating. Từ này của chúng ta có nghĩa là quyến rũ. Number 19, số 19 á. Chúng ta có từ exhausted. Thường đều dành từ bài đúng không ạ? Từ này của chúng ta là bị kiệt sức ạ. Và exhausting của chúng ta là cạn kiệt. Như vậy đây là những cái từ mà các bạn mà phải lưu tâm. Đúng không ạ? Phải lưu tâm. Đây là bảng tính từ các bạn lưu tâm cho cô nhé. Được chưa nhỉ? Như vậy là sau khi mà cô viết cho các bạn bảng tính từ này xong, bây giờ chúng ta sẽ đi nhỉ? Tìm hiểu về cách sử dụng của tính từ doing và cách sử dụng của tính từ đuôi gì nhỉ? ED như thế nào nhá. Được chưa? Có lớp đánh dấu xác định của cô là cách sử dụng tính từ đuôi ED và tính từ đuôi in.
Được chưa nhở? Thế đây chúng ta sẽ có này, cái điều đầu tiên là chúng ta có thể nhớ một cách ghi nhớ một cách vắn tắt là nếu với tính từ đuôi in thì dùng để miêu tả tính cách hoặc là tính chất đặc điểm của người của sự vật nhá. Đầu tiên ạ, có nghĩa là chúng ta nên chia bảng và làm đôi để chúng ta phân biệt cái cách sử dụng của tính từ đuôi ed và tính từ đuôi in để chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng nhất nhá. Đây, nhá. Chia làm đôi chị ạ. Chưa? Đây là tính từ kết thúc bằng đuôi ed đi. Và bên này là tính từ kết thúc bằng đuôi đuôi in. Được chưa? Rồi, thứ nhất nhá, cái bước đầu tiên là tính từ kết thúc bằng đuôi ed trước ạ. Là các cái tính từ được chưa? Dùng để diễn đạt cảm xúc ạ. Dùng để diễn đạt cảm xúc hoặc là cảm nhận của con người ạ. Chưa? Hoặc là của con vật về một sự vật, một hiện tượng hay một sự việc nào đó ạ. Được chưa? Như vậy là tính từ đuôi ED của chúng ta là những tính từ dùng để diễn đạt cảm xúc, cảm nhận của con người, đúng không ạ? Hoặc là của con vật về một sự vật, về một hiện tượng hay một sự việc nào đó. Chúng ta có thể lấy ví dụ như sau. For example, I'm interested in the glass at English. Enter. Tôi rất là thích đúng không ạ? Cái việc riêng cái lớp học đúng không ạ? Ở cái trung tâm tiếng Anh này. Được chưa? Ok. Còn bên tính từ đuôi in của chúng ta thì sao? Với tính từ đuôi in của chúng mình sẽ là những cái tính từ gì đấy ạ? Tính từ dùng để miêu tả tính cách nha. Hoặc là tính chất hay là đặc điểm của con người hay sự vật hay là hiện tượng. À, tức là như vậy là ngày trước các bạn cứ nhớ là tính từ đuôi in là dành cho vật đúng không? Vậy ngày hôm nay thì các bạn có thể nhớ được là vậy là tính từ đuôi in của chúng ta sẽ dành cho gì cả lớp nhỉ? Dành cho cả người và cả vật và chỉ những cái tính chất phẩm chất đúng không ạ? Đúng không? Rồi, ok. Chúng ta lấy ví dụ nào. Cô sẽ lấy ví dụ của cả người cả vật luôn cho các bạn nha. Ví dụ nha. Chỉ cái bản chất nha. Nếu như nói tâm trạng của con người, thái độ của con người tại thời điểm đó, thì chúng mình sẽ dùng là đuôi ED. Nhưng nếu như nói về bản chất của con người đó, chúng mình sẽ dùng đuôi in. Đúng không? Lấy một ví dụ nào. She is a boring teacher. Cô ấy là một cô giáo rất là tẻ nhạt. Vậy đây là bản chất của cô ấy đúng không ạ? Hoặc là ví dụ thứ hai như là this friend is very interesting for me to see. Bộ phim này thì rất là thú vị đối với tôi để xem. Như vậy là ở đây cô dùng từ boring chỉ bản chất của gì đấy ạ? Danh từ chỉ người và từ interesting là chỉ tính chất của danh từ chỉ vật. Được chưa? Đó là cái điều đầu tiên mà cô muốn các bạn phân biệt giữa tính từ đuôi ED và tính từ đuôi in. Được chưa nhở? Ngoài ra thì tính từ đuôi ED của chúng ta còn được sử dụng trong những cái trường hợp như nào nữa? Tính từ đuôi ED thì còn được dùng là tính từ khi mà danh từ mà nó bổ nghĩa là đối tượng nhận sự tác động của hành động. Hay nói cách khác là nó thường là có nguồn gốc từ câu bị động. Được chưa? Nha. Nó sẽ là sẽ được sử dụng. Được dùng làm các tính từ đứng trước một danh từ, được sử dụng làm các tính từ đứng trước một danh từ nhá mà nó bổ nghĩa là đối tượng nhận được sự tác động
của hành động. Hay nói cách khác là mang nghĩa bị động. Nào, nó sẽ là danh từ ghép các bạn nha. Cô lấy ví dụ nào. Được à? Được chưa? The spotted mirror was delivered to the office. Được chưa? Như vậy là ở đây là gì đấy ạ? À, cái mail đúng không ạ? Cái bức, cái thư đúng không ạ? Đã được gì nhỉ? Spot đã được gì nhỉ? Chú ý đến đúng không ạ? Đã được vận chuyển tới bưu điện. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, các lớp nhìn này. Thấy chưa? Từ mail của chúng ta là danh từ. Và danh từ chỉ vật thì đứng trước nó. Gửi quả để chỉ vật đứng trước là bị động. Thấy chưa? Rõ ràng chưa? Đó nha. Như vậy là chúng ta có thể danh từ ghép nha. Cái thứ hai này. Với tính từ đối ứng như sao? Tính từ đối ứng thì chúng ta sẽ có thể sử dụng ở trong cấu trúc. Chúng ta có cấu trúc gì ạ? Chúng ta sẽ có là chủ ngữ cộng với file. Được chưa? Cộng với something hoặc là somebody. Something ở đây của chúng ta là danh từ chỉ vật và somebody là danh từ chỉ người. Cộng với adjective, đúng không? Adjective của chúng ta đây là gì nhỉ? Là tính từ, đúng không? Cộng với tính từ. Sau đó là cộng với gì nhỉ? To verb. Đây cô sẽ lấy ví dụ nhé. Các bạn có thể là highlight hoặc là tô đậm màu đỏ lên cho cô. Chúng ta lấy ví dụ nào. I find English very important to learn. Tôi nhận thấy là cái tiếng Anh là hoàn toàn, sao đây ạ? Rất là quan trọng để có thể học được. Như vậy là ở đây chúng ta có thể dùng important. Ngoài ra chúng ta có thể dùng từ gì nhỉ? Fascinating. Đấy, vô bình, đúng chưa? Là công thức của chúng ta. Và tính từ ở đây chúng ta sẽ thường sử dụng tính từ đối ứng nhé. Thấy chưa? Rồi, như vậy là ở cái tính từ đối ứng đây là những cái tính từ mà gì nhỉ? Nó mang nghĩa gì nhỉ? Mang nghĩa chủ động. Vậy thì các bạn có thể ngầm hiểu với nhau là cái tính từ đối ứng, đúng không ạ? Là những tính từ, là tính từ mang nghĩa chủ động. Tức là bản chất của vấn đề. Được chưa? Sau đó là bây giờ chúng ta sẽ làm một vài câu để chúng ta có thể áp dụng vào cái biện pháp. Rồi, quen đi nhá. Nào, có lấy ví dụ nào.